Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách staking linh hoạt ở trong mục Buy Fee của sàn Bybit. Đây là một cái cách rất là hay khi bạn có đô, có bit, có e. Chào các bạn, mình là Tiến Trọng 94, đồng sáng lập của cộng đồng Sena Pro Trading. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trong video này. Trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách staking linh hoạt ở trong mục Buy Fee của sàn Bybit. Và cách staking này nó sẽ giúp cho bạn tối ưu hóa cái nguồn tiền khi mà nó đang nhàn rỗi. Ví dụ như bạn có Bit, bạn có ETH, bạn có USDT, bạn có USDC mà bạn chưa dùng gì thì bạn có thể cho vào đây staking để bạn kiếm lời. Nó cũng khá giống như kiểu gửi lãi ngân hàng ấy, nhưng mà chỉ khác một cái là trong mục này bạn có thể kiếm ra chính cái coin đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ vào màn hình của mình nhá. Ở trên màn hình của mình là giao diện của sàn Bybit. Các bạn hãy di chuột đến trung tâm Buy Fee và sau đó ấn vào staking linh hoạt cho mình. Tại đây nó sẽ có rất là nhiều mục, ví dụ như tổng quan này, staking linh hoạt này, Dual Asset, DeFi Mining, Launch Pool. Thì mình sẽ nói những cái mục này ở những cái bài sau. Ở đây chúng ta sẽ tập trung vào staking linh hoạt. Tại đây bạn có thể thấy là API ổn định, rủi ro thấp, tính linh hoạt cao. Và cái API này nó giống như kiểu tính trung bình cái lợi nhuận một năm ấy. Thì ở đây các bạn có thể thấy được là đồng trending nói là API cao. Nếu như các bạn có những cái đồng này thì các bạn có thể stake vào ngay nhá. Phần trăm của nó khá là cao, đúng không ạ? Còn ở đây chúng ta chú ý đến cái đồng mà chúng ta thường có là những cái đồng mà Bit, E, USDT, USDC. Và hiện tại thì mình đang stake USDT, tí mình sẽ cho các bạn xem. Tại đây với những cái đồng này thì các bạn có thể thấy được là cái phần trăm API nó sẽ tầm này, 1% này, 0.88 này, 3% này, 2.5%. Và hiện tại thì USDT này nó đang là 3%. Nếu như các bạn xem và các bạn xem một thời gian lâu dài ấy, thì các bạn có thể thấy là cái phần trăm API này nó không giữ nguyên mà nó thay đổi. Nó có thể tăng hoặc giảm. Nhưng các bạn yên tâm, sẽ có những cái thời điểm thị trường nóng ấy, thì cái phần này nó sẽ tăng lên nhiều hơn. Còn những cái thời điểm mà ví dụ như nó nguội một chút thì phần trăm nó thấp đi một chút. Nhưng không sao, chúng ta có thể vận dụng trong khi chúng ta giữ những cái đồng này, kiếm thêm một chút cũng là ok. Bây giờ mình sẽ ấn thử vào một cái nhé, ví dụ Bitcoin này. Tại đây các bạn có thể nhìn thấy là ngày bắt đầu phân bổ này, tổng stake là bao nhiêu này, số tiền tối đa là 10 bit. Và Bitcoin bây giờ đang có giá tầm 36.000, đang có giá tầm 36.000, đây 37.800 này. Thì tại đây bạn có thể thấy là bạn stake được 370.000, cũng khá là ok đúng không? Và tại cái thời điểm mà mình thấy là Bit nó lên 40-50.000 thì cái giới hạn của nó vẫn là như thế này. Thì tức là bạn có thể thấy là bạn có thể stake được rất là nhiều Bit vào đây mà cái phần trăm này nó vẫn cao. Không như những cái sàn khác, như những cái sàn khác thì mình sẽ có một cái so sánh khác. Ví dụ như sàn Binance chẳng hạn, bạn có thể thấy là phần trăm hiện bên ngoài nó cao thế thôi, nhưng khi mà vào ấy thì nó lại thấp đi khi mà cái số tiền của bạn nó lớn lên. Ví dụ bạn stake 0.1 bit trở xuống thì là 1% khác, nhưng mà 0.1 bit trở lên, ví dụ 0.2 bit, 1 bit, 2 bit, 3 bit, 5 bit thì cái phần trăm nó rất là thấp. Nhưng ở đây nó không thế, ở đây ấy, nó giữ nguyên phần trăm này cho các bạn. Mình thấy đây là một cái ưu điểm của sàn Bybit này. Ví dụ mình sẽ sang cái mục USDT đi. Và tại đây USDT và USDC thì các bạn có thể stake đến 500.000 đô, rất là ok đúng không ạ, tầm 12 tỷ. Mình thấy là 12 tỷ mà các bạn vẫn được cái phần trăm như thế này, nó sẽ khác hoàn toàn so với những cái sàn khác. Và không nói gì xa sàn Binance, thì như các bạn có thể thấy là hiện bên ngoài là 10%, nhưng khi các bạn vào 500 đô trở xuống thì các bạn được 10%, 501 đô trở lên thì các bạn chỉ được tầm 1% thôi. Và lên cao nữa thì thậm chí các bạn còn không được quá nhiều. Số mắc tiền gửi, số tiền lớn nhất các bạn có thể gửi được ở đó là 75.000 đô. Và điều đó là điều mình không thích. Tại đây mình có thể gửi được 500.000 đô. Bên cạnh đó mình convert sang cái tiền USDC này, mình có thể gửi thêm 500.000 đô nữa. Tức là mình có cả triệu đô, mình vẫn có thể gửi vào đây để mình kiếm tiền và chờ cái thời điểm mà coin nó down xuống chẳng hạn, thì mình dùng USDT, USDC này mình mua, mình bắt lại, mình kiếm lời, thì nó cũng rất là ok. Ví dụ như ở đây là bạn có thể thấy là cái cách làm nó rất là đơn giản thôi. Bạn có bao nhiêu tiền khả dụng ở đây thì các bạn có thể ấn chuyển tối đa vào đây chẳng hạn. Sau đó các bạn hãy ấn là đặt cược ngay. Nhưng mà ở đây tối thiểu là 50 đô. Thì các bạn có thể thấy là bạn cần phải có ít nhất là 50 đô các bạn mới có thể cho vào được. Tại đây mình sẽ cho các bạn xem cái tài khoản của mình. Để mà xem tài sản ấy, thì bạn di vào mục tài sản này. Ở tất cả những cái mục này nó đang là ở mục Buy Fee nhá. Nó đang ở mục Buy Fee. Và tại đây khi mà các bạn vào mục Buy Fee này
thì các bạn có thể thấy được nạp, rút và chuyển. Chuyển này nó sẽ có thể cho các bạn là chuyển buy fee sang các cái sàn, sang các cái phần khác, ví dụ như tài khoản sport này, tài khoản phái sinh này, thì những cái khác bạn cũng làm tương tự như thế này. Ở đây thì mình không muốn chuyển, mình muốn để đây thôi. Ở đây các bạn có thể thấy là USDT của mình nó lãi ra được là 8,88, và đây là số dư khả dụng, là bởi vì như sau: bởi vì mình đã gửi cái số tiền là hơn 100k vào mấy hôm trước rồi, và cái lợi nhuận mỗi ngày là tầm 8-9 đô, sau đó nó gửi vào cái tài khoản của mình cứ cách một ngày, ví dụ ngày hôm nay mình gửi, ngày mai thì nó ra lãi, nhưng mà ngày kia thì nó sẽ chuyển vào tài khoản của bạn. Thì cứ như thế thì mình đã gửi được tầm 200 đô tiền lãi rồi. Và 200 đô này các bạn có thể thấy là mình có thể dùng làm bất cứ việc gì, tiền lãi mà. Ví dụ như mình dùng để trade này, để mua một coin bất kỳ này, hoặc là mình mua luôn cái Bitdao này, cũng là một cái cách. Khi mà các bạn dùng tiền, các bạn chưa muốn mua, các bạn chưa thấy thấp, thì bạn gửi ra lấy lãi này, mua những cái đồng mà bạn muốn, thì coi như là vừa là bắt đáy, vừa không mất gì, đúng không? Một cái cách rất là có lợi. Ở đây kéo xuống nữa các bạn có thể thấy được rất là nhiều mục như này. Thì đấy là cái tổng quan tài khoản của bạn. Ok, thế nếu mà sau khi bạn stake xong, bạn kiếm lời xong, bạn không muốn nữa, bạn muốn rút cái phần đô đấy ra, rút phần bit, phần e đấy ra để bạn mua hay bạn làm gì đó, thì bạn sẽ làm như thế nào? Bạn hãy di chuột vào phần này, phần lệnh này, chọn mục lệnh buy fee. Sau đó nó sẽ hiện ra tất cả những cái lệnh ở trong mục buy fee này của các bạn. Và tại đây lệnh mở của mình các bạn có thể thấy là 108.119 đô. Và cái số lượng stake này tại đây là phần trăm API là 3%, tổng lợi nhuận là bao nhiêu, lợi nhuận mỗi ngày là bao nhiêu. Và tại đây nó có một cái nút màu vàng là nút ngưng. Bạn ấn vào cái nút này cho mình, nó sẽ hiện ra là số lượng bạn muốn ngưng. Ngưng ở đây tức là bạn sẽ rút cái tiền đấy ra cái tài khoản buy fee và sẽ không trong cái gói staking này nữa. Thì bạn có thể gõ một số bất kỳ, ví dụ mình gõ 100, sau đó mình ấn ngưng một cái, thì cái số đô này nó sẽ lập tức trở về tài khoản buy fee, trở về cái bên này, cái phần mà các bạn có thể thấy là số dư khả dụng. Và sau đó từ số dư khả dụng này bạn có thể chuyển sang những cái mục khác, ví dụ như sport này, phái sinh này, để bạn giao dịch và sử dụng nhá. Vừa rồi thì mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn sử dụng staking linh hoạt, để các bạn có thể tận dụng nguồn vốn khi mà đã có trên sàn Bybit này. Nếu như bạn thấy video này hay và hữu ích thì cho mình một like, comment xuống cho mình biết ý kiến của các bạn, share nó cho bạn bè của bạn để họ cũng có thể biết cách để tối đa tiền đang có. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo. Bye bye.